Chương một. Lần gặp đầu tiên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Buổi sớm mai, khi ánh bình minh lấp ló phía chân trời, những đám mây hồng trôi bồng bềnh theo gió, tiếng chim ríu rít như trò chuyện trên cành bằng lăng bên cửa sổ làm nó khẽ cự mình, mở to đôi mắt nâu trong veo nhìn lên trần nhà, sau năm ép nó bật dậy. Hôm nay là ngày nó phải nhập học vào một ngôi trường mới đẳng cấp hoàng gia, thực sự nó chả thích tẹo nào đâu, nhưng vì số lượng học sinh may mắn được học bổng tuyển vào rất ít mà trong đó có nó, nhìn ba mẹ mình phấn khởi quá nên nó không nở từ chối hay ý kiến gì cả ra khỏi phòng để làm vệ sinh cá nhân. Nó thấy mẹ đang ngồi chuẩn bị lại đồng phục cho nó, sao bỗng dưng thấy thương mẹ quá, nó tự hứa với lòng sẽ cố gắng học tập ở ngôi trường này để làm cho mẹ vui, đang miên man trên tầng mây. Nào thì nó bị mẹ kéo về thế giới thực. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.